Hello mọi người, lại là Nancy đây. Chào mừng các bác đã trở lại với video của Nancy. Vì Nancy gọi Nancy là Nancy hôm nay mà không phải là Hương Ngơ, có nghĩa là chúng ta sẽ đến với một chủ đề du học tiếp theo. Và cái chủ đề này mình thực sự là nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn. Đó chính là du học sinh Canada thì có thể đi làm được không? Vâng, hình như các bác có phải quan tâm đến những vấn đề xoay quanh tiền đúng không? Chi phí du học nè, chi phí nhà ở nè, du học sinh có kiếm được tiền không? Nhưng mà nó khá là hợp lý mà, vì mình cũng rất là quan tâm. Nancy sẽ cố gắng nói những gì Nancy biết trong một cái video. Còn nếu bạn nào có câu hỏi thêm thì hoàn toàn có thể comment ở dưới để Nancy có thể trả lời nha. Và mình sẽ chia cái đối tượng du học sinh thành 3 đối tượng để cho nó dễ nha. Thứ nhất là học sinh học bậc trung học phổ thông, bậc trung học cơ sở. Thứ hai là các bạn học các chương trình ESL bên này, là các chương trình tiếng Anh ấy. Thứ ba là các bạn đã trên 18 tuổi và hiện tại là đang học một cái chương trình là post secondary hoặc là post graduate hoặc là master gì đó. Yeah, và đối tượng đầu tiên chính là các bạn vẫn còn đang đi học high school hoặc là secondary school. Thì nói thật với mọi người là các bạn không được đi làm hợp pháp, nói chung là không thể đi làm được luôn. Có rất nhiều bạn nghĩ là ok, đủ 18 tuổi chắc đi làm được, nhưng mà không, nếu mà bạn vẫn học một năm high school ở đây thì bạn không được phép đi làm nha, nhớ cho mình điều đó. Cũng tương tự như vậy thì cái đối tượng thứ hai mà mình nhắc đến đó chính là các bạn học các chương trình tiếng Anh ở bên này ấy, thì cũng không phép được đi làm hợp lệ, tức là làm trả check đó các bạn. Đối tượng này thì thực sự có rất nhiều trường hợp, nhưng mà Nancy sẽ lấy một vài ví dụ nha. Thứ nhất là các bạn đã tốt nghiệp cấp 3 ở bên Việt Nam rồi nhưng vẫn phải học 1 năm tiếng Anh bên này do không đủ tiếng, hoặc là các bạn muốn như thế. Cái đối tượng thứ hai là các bạn mà không đủ điểm tiếng Anh đầu vào tại các trường college uni ấy, thì thường các bạn sẽ học một cái khóa ESL nào đó, một cái khóa pathway nào đó để có thể đủ cái điều kiện tiếng Anh vào trường. Đó thì các bạn cũng không được phép đi làm nha, mặc dù các bạn đã trên 18 tuổi. Và trường hợp thứ ba mình muốn nói đến ở đây chính là các bạn đang học college, các bạn đang học university, các bạn đang học master gì đó, thì các bạn có thể đi làm nha. Tay. Vậy thì các bác biết là các bác được làm bao nhiêu giờ chưa? Đây nha, để Nancy nói cho các bác biết. Đối với những cái bạn mà thuộc nhóm 3 này ấy, thì các bạn có thể làm việc part time tối đa 20 giờ một tuần trong lúc học, và có thể làm full time tối đa 40 giờ một tuần trong những cái tuần break hoặc là trong những cái kỳ nghỉ break của bạn, và kỳ nghỉ này phải là schedule break. Thì có rất là nhiều bạn hỏi mình về vấn đề là kỳ nghỉ này thì được gọi là schedule hay là unschedule. Thì thực sự để mà chính xác nhất ấy, thì mọi người nên lên CIC và search cái schedule break đấy. Thông thường ấy, tối đa bạn chỉ có đúng một kỳ nghỉ hợp lệ thôi trên một năm. Kỳ nghỉ đấy thì có thể là kỳ nghỉ đông hoặc là kỳ nghỉ hè. Tại sao người ta gọi là schedule break? Bởi vì cái kỳ nghỉ đấy nó đã được ấn định trong cái kỳ học của bạn. Ví dụ như là nếu mà các bạn học chương trình 3 năm chẳng hạn hoặc 2 năm chẳng hạn, thì họ sẽ cho các bạn nghỉ là kỳ hè. Thì các bạn phải chú ý cái điều này. Không phải là tất cả các chương trình 2 năm đều có một kỳ nghỉ giữa 2 năm học. Không, cái đấy hoàn toàn là không đúng. Trường họ sẽ có một cái lịch trình cụ thể và họ sẽ nói cho bạn biết là ok, bạn có một cái schedule break không? Bạn không được tự ý nghỉ kỳ hè nha, hoặc là tự ý nghỉ kỳ đông. Cái này có rất nhiều bạn bị, nếu bạn tự ý nghỉ để đi làm thì sau này cái giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp ấy, đó là PGWP của bạn, sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người nhớ cái điều đấy nha. Và mọi người ạ, không chỉ có những cái kỳ nghỉ dài của mọi người là mọi người được đi làm full time đâu, mà những cái tuần người ta gọi là reading week á, những cái tuần mà nghỉ nhỏ nhỏ vào giữa các kỳ vào giữa các môn học ấy,
thì các bạn cũng có thể đi làm full time 40 giờ. Yay. Hợp lý, nó lại quá hợp lý đi. Đây là những cái tuần đấy các bạn cứ kiểu thoải mái đi làm đi. Sau mấy môn thi lần bạn xóa đi, đi làm thoải mái đi, không sợ đâu. Một điểm chú ý nữa là cái ngày bạn được đi làm hợp pháp ấy chính là cái ngày đầu tiên bắt đầu khóa học của các bạn nha. Nói chung là mọi người ạ, mình thấy có một vài bạn hay bị mắc cái lỗi này là đi làm quá số giờ quy định, thực sự là không được mọi người ạ. Người ta bảo là tối đa 20 giờ thì làm tối đa 20 giờ thôi, trên giấy tờ là như thế. Làm tối đa 40 giờ là chỉ 40 giờ thôi, tại sao lại cứ phải 42 giờ một tuần, làm gì 2 giờ để làm cái chi? Và cái đấy là luật mà mọi người, nên là không nên, thực sự là không nên vi phạm vào đấy làm gì cả cho nó mệt. Sau này mà khi nào mà bạn muốn xin định cư, xin work permit ấy, nhiều khi nó đánh giá lại cái quá trình đấy rồi nó lại có nhiều chuyện xảy ra ấy. Mệt lắm. Thêm một chú ý nhỏ nữa là đối với các bạn mà có một cái khoảng gap giữa một chương trình tiếng Anh và một chương trình college đó, thì các bạn cũng không được phép đi làm nha, rất tiếc là như thế. Túm cái quần lại là nếu mà chính phủ cho các bạn làm thì các bạn mới được làm, còn không cho các bạn làm thì không được làm nha. Thực sự mình thấy cái tình trạng này xảy ra khá nhiều là các bạn không có research cẩn thận ở trên các website của chính phủ ấy, giống như kiểu CIC ấy, để tìm hiểu xem là mình có được làm hay không, hay là mình không được đi làm hoặc thế nào đó. Mà cái đó là cực kỳ quan trọng, mình không có nên vi phạm bất kỳ một cái luật gì ở Canada nha mọi người. Ok, vậy mọi người cần có những cái giấy tờ gì để có thể đi làm tại Canada? Thứ nhất là mọi người cần có một cái study permit hợp lệ. Có nghĩa là sao? Ở cái study permit của mọi người ấy, cái phần gần cuối cuối ấy, nó phải có mấy chữ nhỏ nhỏ gì đấy, 3-4 dòng gì đấy ghi là mọi người có thể đi làm on hoặc là off campus. Nếu mọi người không có mấy chữ này thì mọi người không thể đi làm được. Nhớ cho mình điều đấy. Kiểm tra ngay lại study permit. Nếu không có mấy cái dòng đấy, lập tức bạn phải đi xin một cái study permit mới và có những cái dòng như thế nha. Sau cái bước study permit đấy là mọi người có thể cầm cái study permit đấy và xin cái số SIN. Số SIN giống như kiểu là một cái số chứng nhận là bạn là international student ở đây và có thể đi làm hợp pháp. Cái số SIN này ấy, thực ra là SIN khá là đơn giản, bạn có thể SIN online hoặc là bạn có thể ra cái service office để SIN. Mình nhớ là giấy tờ gồm có thứ nhất là ID của bạn, có thể là passport, có thể là travel license gì đấy. Cái thứ hai là bạn cầm cái study permit mà mình vừa nói. Cái thứ ba là bạn cầm một cái tờ giấy gì đó mà có ghi địa chỉ hiện tại của bạn, ví dụ như là bank statement cũng được, hoặc là bất kỳ một cái mail gì nó gửi đến địa chỉ hiện tại của bạn ấy, thì hầu như là cầm ra đấy được. Đấy, rất là đơn giản. Có số SIN là có tất cả, mà không có số SIN là không có gì nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ không nói về cái mức lương, tại vì là thực ra là mức lương cơ bản ở trên các tỉnh bang của Canada thì nó khá là chênh nhau mọi người ạ. Giống như ở Ontario hình như mình nhớ là mức lương cơ bản là 14.25. Tuy nhiên một số ngành nhà hàng dịch vụ thì cái mức lương cơ bản của người ta là 12 bao nhiêu ấy. Tại vì các ngành đấy là thường có tip cộng vào, nên là nó lại rất là khác. Và mình thì không muốn đề cập đến cái mức lương ở đây. Nên là chúc mọi người là thứ nhất, biết rõ là mình được đi làm hay không. Thứ hai là mọi người sẽ cố gắng tìm được nhiều việc và với mức lương hợp lý nha. Video đến đây của Nancy là chấm dứt. Bye bye các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Bye bye.